Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lãnh đạo bộ, cấp ủy đảng và các cơ quan, đơn vị ngành công thương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần ổn định nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh trong ngành công thương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng lãnh đạo các vụ cục đã đến thăm và chúc Tết bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Loan, có bố, chồng và con trai đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước, hiện sống tại khu tập thể Kim Liên, Hà Nội. Nói chuyện với mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Loan, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thay mặt cho lãnh đạo, cán bộ, viên chức, ngành công thương, Thứ trưởng đã trao tặng quà cho mẹ, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, khẳng định đạo lý tình cảm trách nhiệm với phong trào uống nước nhớ nguồn đối với người có công với cách mạng.